Chú ơi, bán cho con một cây quạt. Con muốn mua cây nào? Chú bán cho con cây quạt nào mà không có gió đó. What? Quạt không có gió sao mát mày? Dạ, tại con bị dị ứng với gió đó chú. Không, chú không có quạt đó con ơi. Dạ, vậy thôi, để con mua khác. Chú ơi, chú bán cái loa này, thanh lý hả? Ừ, chú bán thanh lý cái loa đó đó. Cái loa này hát lớn dữ lắm không chú? Lớn dữ lắm con, hát cả xóm nghe luôn á. Vậy thôi, hát lớn quá, điếc lỗ tai lắm. Hả? Mày hỏi tùm lum hết trơn rồi mày có mua không? Dạ không. Con hỏi cho chú vui thôi. Chứ con mua làm cái gì?